Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 26 tháng 6, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024. Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì. Hội nghị còn được trực tuyến với các điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Để triển khai công tác đầu tư công năm 2024, ngay từ cuối năm 2023, trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ chi tiết vốn đến các đơn vị để triển khai thực hiện. Kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là hơn 10.026 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ chi tiết vốn cho các sở, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện số tiền hơn 8.000 tỷ đồng, đạt 98,64% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 81,1% so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Giá trị đầu tư công năm 2024 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2024, giá trị giải ngân so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 1.669 tỷ đồng, đạt 29,6%. Nguồn vốn do các sở ban ngành cấp tỉnh quản lý chiếm 36,33% kế hoạch. Có 40 công trình lớn trọng điểm do các sở ban ngành cấp tỉnh và địa phương quản lý được bố trí hơn 3.605 tỷ đồng, chiếm 35,96% kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Đến nay giải ngân đạt 17,45% kế hoạch. Ước giá trị giải ngân đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 là hơn 2.476 tỷ đồng, đạt 43,91% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 24,7% so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nguồn vốn đầu tư phát triển, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chi tiết từng danh mục dự án cho các sở ngành và các địa phương với số tiền hơn 216 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Ước giải ngân đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 là hơn 62 tỷ đồng, đạt 30,76% so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tổng kế hoạch đầu tư công được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2023 sang năm 2024 là hơn 1.540 tỷ đồng. Đến nay, giá trị giải ngân đạt 5,96% kế hoạch. Về tình hình thực hiện các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giá trị giải ngân đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 là 92 tỷ đồng, đạt 43,15% so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương nghiêm túc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ triển khai kế hoạch đầu tư công những tháng còn lại năm 2024, xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên chỉ đạo của cơ quan đơn vị, là căn cứ để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân, tổ chức trong năm 2024, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để xảy ra tình trạng chậm giao vốn, tồn động vốn, để nhanh công tác nghiệm thu quyết toán, không để dồn vào cuối năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, các địa phương để nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các thủ tục đầu tư, trình phê duyệt dự án để phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn năm 2024 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao theo đúng quy định. Đối với những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để nhanh tiến độ giải ngân dự án, xác định rõ nguyên nhân, từ đó có kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm từng cá nhân, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đối với từng dự án cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã giao. Còn nhiệm vụ thì cái thứ nhất là giao các chủ đầu tư, sở ngành địa phương đó thì tiếp tục nâng cao cái vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương, chủ đầu tư là phải chịu trách nhiệm giải ngân theo cái chỉ tiêu được đặt ra. Nghị quyết 01 thì 95, mục tiêu phấn đấu của mình là 100%. Mà cái này cũng được tỉnh ủy với ủy ban tỉnh giao rồi. Và cái này cũng khẳng định với các anh chí là nếu chúng ta không đạt được thì thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ủy ban dân các địa phương là xem xét cái đánh giá cuối năm. Cái này tỉnh ủy đã chỉ đạo rồi các anh. Do đó tôi nói các anh chỉ lưu ý, trong đó thì nó sẽ có xem xét về khách quan, chủ quan trong cái đánh giá cán bộ cuối năm. Cũng nói ở đây để rồi các anh chỉ hết sức là lưu ý, cái này là chủ trương của tỉnh ủy thôi.
Cái thứ hai nữa là cố gắng hoàn thành cái thủ tục phân bổ vốn còn lại trong tháng 7 như nãy tôi nói. Về công tác giải phóng mặt bằng đó thì tôi đề nghị là một số cái công trình hiện nay nó còn vướng không lớn, thì tôi đề nghị là chủ tịch ủy ban dân các địa phương các đồng chí phải quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, đặc biệt là thành lập cái tổ công tác giải quyết khó khăn trước mắt là đồng chí chủ tịch phải làm, phải trực tiếp làm mà đi kiểm tra tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt là hai cái công trình lớn ở trên địa bàn mình là đường Hồ Chí Minh và cái đường cao tốc mà của Vĩnh Thuận 17 km. Thì hiện nay chúng ta giao mặt bằng xong hết rồi. Thì ngành giao thông các đồng chí phối hợp là để thường xuyên là có cái thông tin về tiến độ của dự án. Còn tập trung vào cho cái đường Hồ Chí Minh. Trong đó thì phải lưu ý, hết sức lưu ý là theo định pháp luật là phải có tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành lưu ý việc triển khai các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn như công trình đường Hồ Chí Minh, nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan cần linh động, linh hoạt trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình đang vướng mắc, đảm bảo tiến độ, khẩn trương xây dựng hoàn thành và phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đối với các dự án chưa hoàn thành phương án. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn trong khan hiếm cát xây dựng, tham mưu thay thế cát san lấp bằng vật liệu khác.